Hello, xin chào tất cả mọi người. Hãy cùng chọn một tụ bài để lắng nghe cái thông điệp công việc trong tháng 1 này từ Madame T nha. Chúng ta sẽ có tụ số 1, tụ số 2 và tụ số 3 là những cây nước hoa mini nhỏ. Tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha các bạn. Công việc trong tháng 1 của năm 2021. Ok, để không mất thời gian thì mình sẽ chuyển sang tụ, mình sẽ tới với tụ số 1 nha. Tụ số 1 là chai nước hoa màu xanh này của Versace. Chúng ta có Princess of Shore. Trời đất ơi, 7 tiền, 3 kiếm và 8 cúp. Các bạn có một lá cho Oracle là Information Fraud Rose. Mình sẽ thêm một vài lá tarot để hiểu thêm cái câu chuyện của mình như thế nào ha các bạn. Đầu tiên thì mình thấy là các bạn chọn tụ số 1 á, có lẽ là đang trong một cái tình huống công việc không có được thuận lợi, không có được suôn sẻ, cũng như là không có được ổn cho lắm. Các bạn đang có rất nhiều cái vấn đề khó khăn và đầy thử thách trong công việc mà khiến các bạn rất là mệt mỏi và đôi khi suy nghĩ hơi stress, và thậm chí các bạn sẽ cảm thấy rất là khó chịu trong cái tình huống hiện tại của các bạn. Ở đây thì cũng sẽ có luôn cái trường hợp là các bạn, mình thấy rõ hai trường hợp ha. Một là các bạn mới vừa nghỉ việc, đang chờ một công việc nào đấy, đang đợi một công việc mới. Hai là các bạn đang trong một cái ngưỡng rất là khó khăn cho công việc rồi. Có nghĩa là nếu như bạn chưa có mất việc, bạn đang làm việc thì bạn đang gặp cái tình huống gọi là sắp sửa nghỉ việc tới nơi đó. Nói chung là bao nhiêu thứ nó bủa vây bạn trong khó khăn trong tháng 1 này. Thì không biết phải nên gọi là tin buồn hay tin vui nữa. Bởi vì mình thấy là trong cái tháng 1 này, nếu xét về mặt là theo như bạn mong muốn, thì chắc chắn là công việc sẽ không thể nào như ý bạn mong muốn được cả. Bởi vì bên MT thấy bạn vẫn sẽ phải cần kiên nhẫn hơn rất nhiều để mà chờ đợi một cái thành quả, một cái điều gì đó xứng đáng nó tới với bạn trong công việc. Nếu như bạn đang trong quá trình chờ việc thì trong tháng này có lẽ là chưa tìm được công việc phù hợp đâu. Các bạn vẫn sẽ phải chờ đợi, vẫn sẽ phải tìm kiếm rất nhiều. Và thậm chí là trong tháng này á, có lẽ là cận cái Tết ta rồi á, nên cái giai đoạn tìm việc đi làm nó cũng sẽ không có được thuận lợi cho lắm. Nó cũng sẽ hơi khó khăn một chút xíu, cho nên rất nhiều vấn đề bủa vây vào các bạn, làm các bạn cảm thấy rất là chán nản. Và sau đó các bạn sẽ quyết định là thôi ăn Tết xong rồi tính. Giống như vậy, bởi vì dù có đi phỏng vấn cỡ nào các bạn cũng sẽ gặp những cái người rất là khó ưa, làm cho bạn rất là khó chịu, hoàn toàn không hài lòng về những cái điều mà mình đang tìm kiếm. Đi tới phỏng vấn đều không hài lòng, không ok hết. Bên cạnh đó, nếu như bạn đang trong quá trình còn đang làm việc thì trong tháng này ha, mình thấy là sẽ có rất nhiều vấn đề làm cho các bạn cảm thấy rất là buồn. Có thể do một người phụ nữ gây ra, họ sẽ làm cho các bạn cảm thấy bị tổn thương cực kỳ nhiều. Có thể là sếp hoặc đồng nghiệp hoặc một người nào đó, đối tác chẳng hạn, họ nói ra những lời lẽ làm cho bạn cảm thấy rất là bức bối, cảm thấy đang dồn ép bạn và đang tạo ra cho bạn rất nhiều khó khăn. Nhưng mà mình thấy là trong cái khoảng tầm hết tháng 1 này, có lẽ như là các bạn nào đang đi làm thì các bạn sẽ tìm được một cái công việc mới, một cái offer công việc mới để mà quyết tâm rời bỏ cái nơi hiện tại. Vì bạn quá chán nản rồi, bạn không thể nào tiếp tục thêm một giây phút nào nữa tại cái nơi hiện tại, nên bạn sẽ quyết định là từ bỏ nó để mà đi khỏi cái nơi hiện tại, để mà tìm một cái nơi phù hợp hơn. Và mình thấy là bạn cũng sẽ có, ở đây thì mình đang thấy là không có quá rõ về cái offer cụ thể của bạn, nhưng mà mình thấy là sau khi mà bạn rời khỏi cái nơi hiện tại thì vì quá chán nản thì bạn cũng sẽ có được một cái tin tức gì đó nó sáng sủa một xíu, hoặc là bạn sẽ rất là tràn đầy tự tin, bạn không sợ phải là thất nghiệp hay gì nữa hết, bạn cứ quá ức chế thì bạn nghỉ thôi, dạng giống vậy á. Và các bạn cứ yên tâm đi, bởi vì
sau cái giai đoạn khó khăn gian khổ này, sau cái giai đoạn khổ ải này, thì rồi các bạn sẽ tìm được một cái nơi phù hợp, rồi các bạn sẽ nhanh chóng đến được cái nơi mà các bạn cần phải đến. Cái nơi hiện tại các bạn nó không còn phù hợp với các bạn nữa, thời gian nó nuôi sống các bạn qua tiền lương nó hết rồi, các bạn sẽ được phát triển, các bạn sẽ được lên một cái vị trí cao hơn ở một nơi khác, hoặc là có cái thành tựu xứng đáng hơn ở một cái nơi khác tốt hơn. Rồi còn nếu như bạn nào mà đang tự kinh doanh, tự làm ăn buôn bán, hoặc là tự tự làm chủ riêng mình đi chẳng hạn, ví dụ vậy, thì trong tháng 1 này ha cũng không được tốt, bởi vì các bạn sẽ bị gọi là chậm trễ hàng kinh doanh rất là nhiều do thời điểm cuối năm, rồi có nhiều vấn đề nó phát sinh làm cho các bạn xử lý không được, mà cũng có liên quan đến những khách hàng là người nữ, làm cho các bạn rất là nhức đầu, khó chịu, và đôi khi là có thể các bạn sẽ phải rời khỏi một cái tình huống nào đấy, ví dụ như rời khỏi cái nhà cung cấp đó, rời khỏi cái khách hàng đó, hoặc là quyết tâm là thôi kệ đi, buông xuôi đi, không có muốn làm gì nữa hết, đợi qua năm mới đi rồi tính tiếp, và sẽ cũng cố gắng lèo lái cái mô hình tự kinh doanh của mình cho nó đỡ đỡ cho tới hết năm nay, qua đầu năm sau của Tết ta đó. Thì nói chung là cái tháng 1 này thì nó hơi khó khăn một chút xíu đối với các bạn là chọn thủ số 1, nhưng mà không sao cả, hãy cố gắng lên, bởi vì một cái gì đó mới nó sẽ tốt đẹp hơn, nó chờ các bạn ở thời gian ở tương lai xa hơn một chút xíu, chỉ cần vượt qua hết tháng này ha. Và lưu ý là tháng này sẽ có rất nhiều vấn đề, rất nhiều điều làm việc các bạn cảm thấy rất là phiền não và rất là mệt mỏi, nên là cũng cố gắng kiểm soát cái cảm xúc của mình và đừng cáu giận với những người xung quanh quá nhiều. Ok, ở đây mình có móc thêm với các bạn một cái lá bài Oracle, thì lá bài này nó đang muốn các bạn đưa ra các bạn một cái lời khuyên để các bạn thoát khỏi cái tình huống hiện tại của mình, bằng cách là các bạn hãy khẳng định cái sự phát triển. Tất nhiên là trong một giai đoạn các bạn biết cái đường nhịp tim đập của mình đúng không, lúc lên cao lúc xuống thấp, thì cuộc đời chúng ta cũng như vậy, sẽ có những lúc xuống thấp hoặc có những lúc lên cao, và cũng sẽ có những lúc chúng ta chững lại. Thì giai đoạn này là giai đoạn chững lại của bạn, thì đừng vì cái giai đoạn chững lại như vậy mà nghĩ là mình sẽ thất bại, là mình sẽ không được phát triển nữa trong công việc, hoặc là sẽ không tốt trong công việc. Nói chung là hãy bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi, mà thay vào đó hãy khẳng định lại một lần nữa sự phát triển dồi dào đang chờ đợi các bạn trong tương lai. Các bạn ở trong lá bài này nó có chỉ các bạn một cái mẹo như thế này. Các bạn hãy lấy một tờ giấy và viết ra một list những cái điều mà các bạn muốn đạt được trong cái năm 2021 này, hoặc là trong một thời gian ngắn nhất định nào đấy. Các bạn viết xong, sau đó sẽ đọc lại và để nó trong tay của mình, gấp lại để trong tay của mình, ngẫm nghĩ lại, thiền định chút xíu, 3 phút, 5 phút gì đó với nó, ngẫm nghĩ về những cái list đó. Xong sau đó hãy, nếu như nhà các bạn nào mà có trồng cây thì quá tốt, các bạn hãy lấy cái chậu cây đó và đào nó lên, để cái miếng giấy đó trong cái chậu cây của mình, rồi lấp đất lại, sau đó sẽ chăm sóc cái chậu cây đó. Chậu cây càng lớn, càng phát triển, càng tươi tốt thì nó sẽ càng minh chứng cho những cái điều ước, những cái mong muốn, những cái điều mà các bạn muốn đạt được nó sẽ thành công một cách sớm nhất, hoặc là nó sẽ đạt được trong cái năm 2021 này. Thì ok, đó là một vài cái mẹo nhỏ thôi ha, giúp các bạn một phần nào đó giải tỏa, và mình là một cái hình thức giúp mình gửi những cái tín hiệu tốt đẹp lên vũ trụ để mà mình thực hiện nó, thì các bạn có thể thử ha. Ok, thì mình sẽ chuyển sang tụ bài số 2 nha. Tụ cây nước hoa màu hồng, cũng là bài sai luôn. Các bạn có 8 cúp: The Devil, The Fool, Bay of One và Go with the Love.
Ok, chắc là nên chúc mừng tụ số 2 ha. Bởi vì các bạn ở tụ số 2 thì nó sẽ hơi khác các bạn tụ số 1. Giống như là cái giai đoạn mà bất bối giống như tụ số 1 các bạn đã qua rồi á, nên các bạn đang chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tốt hơn thì các bạn ở tụ số 2 ha. Vừa rồi hoặc là trong tháng vừa rồi, trong những năm vừa rồi các bạn vừa gặp những cái chuyện nó không vui, nó không happy, hoặc là các bạn cảm thấy rất là chán nản ở một cái tình huống công việc nào đó, mà chán tới mức muốn bỏ đi, muốn không làm tiếp tục, hoặc là rất nhiều lần các bạn nghĩ như vậy rồi. Nhưng mà trong tháng 1 này thì tin tức tốt nó sẽ tới với các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy nha, trong tháng 1 sẽ có những cái quyền lợi, những cái điều phúc lợi trong công việc nó sẽ tác động đến các bạn nè. Nó sẽ làm các bạn cảm khơi dậy trong các bạn cái sự chiến đấu mạnh mẽ hơn. Nó sẽ làm cho các bạn muốn đạt được cái điều mà các bạn đặt ra nhiều hơn. Ví dụ như là tăng chức lên luôn, hoặc là các bạn sẽ có một cái thông tin cho thêm hoa hồng, bonus gì đó trong công việc của các bạn, một cái phụ cấp nào đó chẳng hạn, thì nó làm đánh động và làm dấy lên cái sự khao khát, mong muốn muốn được hoàn thành nó để đạt được những cái phần tiền đó một cách mạnh mẽ hơn, là bạn sẽ tự chủ và sẽ sốc dậy cái tinh thần của mình để mà tiếp tục máu lửa với công việc. Trong tháng này thì mọi thứ nó cũng sẽ dần thoải mái hơn với bạn. Bạn sẽ kiểu giống như là bỏ hết những cái vấn đề mà mình không hài lòng ở một bên, và sẽ tập cân nhắc, sẽ tập kết nối và cân bằng lại những cái cảm xúc cũng như là những cái vấn đề trong công việc của mình để mà tiếp tục làm tiếp. Bạn cũng sẽ lao vào làm việc nhiều hơn, nhiều ý tưởng hơn, vui vẻ hơn, và trong tháng này sẽ có một cái tin tức mới trong công việc được đưa đến với bạn. Đây có thể là một cái tin tức nó sẽ làm bạn có một cái sự thay đổi trong công việc. Có thể là nó sẽ làm bạn rất là thích nè, có thể liên quan đến ngoại ngữ nè, và có thể liên quan tới những công việc, những cái job liên quan tới văn phòng, bàn giấy chẳng hạn. Nhưng mà ở đây thì nó cần cái yếu tố là bạn sẽ phải tĩnh tâm, suy nghĩ nhiều hơn, cân nhắc nhiều hơn. Nhưng mà mình thấy ở đây thì dù như thế nào thì đây là những cái tin tức tốt đẹp, cũng như là những cái điều cơ hội tốt được tới với các bạn trong tháng này. Rồi các bạn sẽ thích cơ hội đó, nên các bạn cứ hoàn toàn yên tâm ha. Có một thông điệp dành cho các bạn nữa, đó là công việc của chúng ta sẽ có những thời điểm chúng ta không thể nào kiểm soát được. Dù các bạn có cố tới đâu, có háo hức, có sốc nổi, có lao vào nó như một cái con hổ tới đâu, thì nó cũng sẽ không như ý chúng ta mong muốn. Bởi vì cuộc sống mà, có những thời điểm số phận nó bắt buộc các bạn gặp những cái vấn đề đó để mà mình có những cái bước tiến triển cũng như là có những cái bước thay đổi tốt hơn. Thì ở đây có một thông điệp dành cho bạn, đó là hãy xuôi theo dòng. Có thể là bạn đang quá cố gắng và quá bỏ sức mình vào một cái tình huống công việc nào đó, thì hãy tĩnh tâm hơn một xíu để có được cân bằng lại được cái cảm xúc của chính mình. Tại vì khi bạn căng thẳng, khi mà bạn lao vào làm hết mình á, bạn sẽ dễ rất là nổi quạo, nổi nóng và ảnh hưởng tới các mối quan hệ xung quanh. Thì hãy bình tĩnh lại, hãy cân bằng lại cái cảm xúc của mình để kiểm soát tất cả mọi thứ. Hãy xuôi theo dòng, bởi vì có thể là những cái khó khăn hiện tại nó đang mở ra cho bạn những cái cơ hội tốt hơn trong tương lai. Bởi vì cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn, cơ hội nào rồi có đến lúc lên cao cũng sẽ có những lúc tới xuống thấp. Thì thời điểm hiện tại có lẽ là tới cái giai đoạn chuyển giao, cái phần này nó đang xuống rồi thì để chuyển giao sang một cái giai đoạn mới chuẩn bị đi lên lại của bạn. Nên là hãy cứ xuôi theo dòng, hãy tận hưởng cái quá trình hiện tại, hãy tận hưởng những cái điều mà chúng ta đang làm. Hãy xuôi nè, xuôi theo dòng, không cần phải chèo chống, không cần phải cố gắng làm cái gì cả. Hãy cứ tận hưởng, hãy cứ thoải mái, buông xuôi hết tất cả, nhẹ nhàng hết tất cả để mà tận hưởng cái khoảnh khắc này, tận hưởng cái quá trình này, và rồi những điều tốt đẹp nó sẽ tới, và rồi con thuyền của các bạn nó sẽ đưa các bạn đến nơi cần phải tới, không cần phải lo lắng quá nhiều ha. Ok, đó là thông điệp của tụ số 2, mình sẽ chuyển sang tụ số 3 nha. Tiếp theo là tụ bài số 3 ha. Đây, tụ bài có cái nước hoa này. Các bạn đang có Harvest. Chính tiền The Hierophant,
bốn kiếm và Inspiration and Curse. Với các bạn chọn tủ số 3 thì cái công việc hiện tại nha, mình nói về hiện tại trước, có thể là các bạn cũng đang gặp một số tình huống mà mình phải mắt nhắm mắt mở hoặc là chưa biết phải xử lý như thế nào, nhưng mà kiểu thôi cứ cho nó qua được thì cho qua, mình biết nhưng mà mình không nói á, giống vậy trong công việc. Thì trong cái tháng 1 này, bởi vì có thể là cái thời điểm mà gần cận Tết rồi, mọi người cũng sẽ cảm thấy là lười hơn cũng như là ngại va chạm hơn, cho nên là mình thấy các bạn vẫn sẽ một mình một cõi để làm tốt cái công việc của mình, kiểu như là mình chỉ biết mình và tập trung cho công việc thôi, cứ một mình cái hướng mà mình đã đợi, cái hướng mà mình đã nhắm tới thì mình cứ đi thôi, không quan tâm tới một thứ gì nào khác nữa cả. Mà hơn hết nữa là mình thấy các bạn trong tủ số 3 các bạn đang có cái suy nghĩ, xu hướng là bị chán nản trong công việc, các bạn bị mất lửa, các bạn không còn cái sự hứng thú và nhiệt thành là trong công việc hết, không còn một cái động lực cũng như là có một cái gì gọi là máu lửa để là làm nó một cách tốt nhất. Nên là cái mà các bạn đang làm trong công việc của các bạn chỉ là đang ngày qua ngày và đang cố gắng trôi đi theo công việc thôi, chứ không còn phải là làm vì một cái mục đích nào cao cả nào hết, hoặc là làm vì bản thân mình cả nữa hết. Thì trong cái tháng 1 này ha, có thể là tới giai đoạn tầm cuối tháng 1 thì mình thấy ở đây các bạn sẽ có một vấn đề phát sinh, có thể là được tại vì bởi vì quá mệt mỏi về những cái hiện tại rồi, chán nản về hiện tại rồi, không bạn không nhấc nổi cái thân của mình đến công ty để đi làm nữa, nên bạn sẽ rơi vào tình huống chán nản và bạn sẽ bắt đầu có nhu cầu khao khát muốn rời khỏi cái chỗ này, muốn tìm một cái nơi có thể làm cho mình thoải mái và vui vẻ hơn, nên bạn sẽ bắt đầu hỏi những người xung quanh hoặc là đi tìm tới những cái đáp án từ tarot hoặc là bất kỳ một cái phương thức nào đấy để nhằm cho bạn một cái lời khuyên, hoặc là bạn sẽ xin cầu nguyện hơn để tìm ra được cái hướng đi của mình. Trong cái tháng này mình thấy là ẩn sâu trong cái sự chán nản đó thì đôi khi bạn cũng sẽ phải suy nghĩ cực kỳ nhiều. Và bên cạnh đó là trong cái tháng 1 này tới thời điểm cuối tháng ha, gần gần cuối tháng mình thấy là sẽ có cái việc là bạn sẽ xin nghỉ phép dài hạn, hoặc để mà cân nhắc suy nghĩ lại, hoặc là để ăn Tết xin còn bao nhiêu phép thì bạn xin nghỉ luôn, hoặc là bạn sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn, để tìm lại chính mình nhiều hơn và tìm đâu là cái hướng đi chính xác của mình. Và cái lời khuyên cho bạn chọn tủ số 3 trong cái tháng này là hãy đốt lên những ngọn lửa trong trái tim của mình, hãy đốt lên những cái sự khao khát, sự hứng khởi, đốt lên những cái cảm hứng để mà mình làm việc, tìm cho mình một cái động lực trong cuộc sống hoặc trong công việc của mình để làm, tránh cái việc bị tắt lửa quá nhiều. Ở đây với cái lá bài này á thì mình thấy là các bạn có thể thực hành một số cái phương pháp giúp cho mình lấy lại một cái nguồn cảm hứng với cuộc đời, với cuộc sống, với công việc của các bạn, bằng cách là nếu được thì tối khi mà các bạn hãy dành thời gian để ngồi thiền định thì hãy đốt lên cho mình những cái ngọn lửa, sau đó hãy trò chuyện tâm sự hoặc là viết nhật ký những cái điều tâm tư tình cảm giấu trong lòng về cái công việc của các bạn. Và nếu được thì nếu như bạn nào có tìm hiểu về đá thì hãy tìm những cái viên đá có thể giúp cho mình bổ trợ những cái kích hoạt những cái phần năng lượng của lửa ở bên trong của mình. Ở đây mình có thể ví dụ ha, những cái loại đá giống như là mã não đỏ đi, thì trong cái loại mã não đỏ đó nó cũng sẽ có một cái phần tác dụng kích thích cái nguồn năng lượng truyền cảm hứng cho mình, bảo vệ mình trước những cái cảm xúc tiêu cực của cuộc sống. Thì các bạn có thể
thử tìm hiểu hoặc là tìm kiếm những cái phương thức đó, hoặc là làm những cái điều gì đó để đốt lên những cái ngọn lửa trong cuộc sống của mình, giúp cho mình có lại một cái cảm hứng để làm việc nhiều hơn. Thì ok, đó là thông điệp cho công việc của tổ số 3. Thì cảm ơn các bạn và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau của Madam Ti nha. Bye bye.